thì anh sang cái dạng số 2 là cái hình chớp mà có cạnh bên vuông góc với đáy nha. Bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chớp có cạnh bên vuông góc với đáy. Thì cái mỗi một cái dạng nó đều sẽ có một cái phương pháp. Đầu tiên là em phải tìm cho anh là tìm tâm. Tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Thì thông thường nếu như mà nó là cái hình tam giác thì đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của ba đường trung trực. Sau khi mà em đã tìm được cái tâm rồi thì giả sử như anh gọi cái tâm của nó là tâm ô nha thầy. Thì khi mà em đã tìm được cái tâm rồi thì từ cái điểm ô đó em dựng cho anh cái đường thẳng, dựng đường thẳng D là đi qua cái tâm ô và song song với lại cái đường cao SA. Thì bây giờ cái đường thẳng D này nó song song với SA chắc chắn là nó cũng sẽ vuông góc với đấy, nó cũng vuông chỗ này rồi. Và nhớ cho anh thêm một cái tính chất nữa, và tính chất này nó cũng giống như tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, là nếu như mà anh có cái đoạn thẳng AB như thế này thì cái đường trung trực của đoạn thẳng AB nó sẽ đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB, đây chính là đường thẳng D này. Thì cái tính chất của cái đường trung trực này là cứ hả ở trên cái đường trung trực này em lấy cho anh một cái điểm M nào đó thì em sẽ luôn có MA bằng MB, đúng không? Đó. Em sẽ luôn có MA bằng MB. Bây giờ em lấy M nó nằm đâu đi nữa, anh cũng sẽ luôn có MA bằng MB. Và cái việc này mình sẽ luôn chứng minh được. Anh chỉ cần xét hai tam giác là MIA và MIB, hai tam giác này bằng nhau cho nên hai cạnh này bằng nhau, đúng không? Đó, thì mình sẽ luôn chứng minh được. Bây giờ mình sẽ mở rộng ra, mình sẽ mở rộng cái tính chất này ra à, là nó không phải là cái đoạn thẳng AB nữa, mà nếu mà nó là tam giác ABC, tam giác ABC thì khi mà em đã tìm được cái tâm O này, chính là cái tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, đúng không? Thì từ cái tâm O này em dựng một cái đường thẳng D vuông góc với ABC, vuông góc với lại cái tam giác ABC này. Thì ở trên cái đường thẳng D này nè, em lấy cho anh một cái điểm bất kỳ thì anh sẽ luôn có IA bằng IB bằng IC nha. Như vậy thì để mà tìm được cái đường tròn ngoại tiếp, cái tâm của đường tròn ngoại tiếp, thì có phải anh cần phải chọn cái điểm Y sao cho nó cách đều thêm cái IS nữa là xong, đúng không? Đó. Thì bây giờ em hiểu là cái điểm Y nó đang di chuyển trên đường thẳng D như thế này nè, nó nằm đâu đi nữa mình cũng đã luôn có IA bằng IB bằng IC rồi. Bây giờ cái việc còn lại là mình phải chọn như thế nào cho để cho nó cách đều thêm cái IS nữa. Tại vì tâm của mặt cầu ngoại tiếp thì nó phải cách đều bốn cái đỉnh, cho nên em phải chọn cái điểm Y này sao cho nó cách đều cái điểm S nữa là xong. Mà cái việc mà chọn điểm Y cách đều cái điểm S thì mình lại quay lại đây. Mình sẽ quay lại cái chỗ này. Đây, quay lại cái chỗ là đường trung trực của đoạn thẳng thôi. Bây giờ điểm S này thì em thấy nó dính liền với lại cái chân đường cao là điểm A, đúng không? Chân đường cao là điểm A này. Như vậy thì muốn tìm được cái điểm Y nào đó mà cách đều được S và A thì anh cần phải dựng được cái đường trung trực của cái đoạn SA, đúng không? Thì khi mà anh có cái đường trung trực của đoạn SA rồi thì trên đó em lấy một điểm chỗ nào thì nó cũng sẽ luôn luôn cách đều SA, đúng chưa? Rồi như vậy dựng đường trung trực của SA thì mình sẽ gọi cái điểm E là trung điểm của SA. Dựng trung trực delta của SA thì lúc này là trung trực delta và cái đường thẳng D mà em dựng vuông góc với mặt phẳng ABC ban đầu nó sẽ cắt nhau tại cái điểm Y. Và cái anh Y này chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chớp. Rồi ví dụ thứ nhất này, anh cho hình chớp SABC, đáy là tam giác vuông tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ABC bằng 60, SB và ABC chỗ này góc này 60 luôn, đúng không? Rồi, anh xác định nhanh chỗ này luôn. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chớp SABC bằng. Bây giờ trường hợp này thì cái đáy của em là tam giác vuông tại A. Thì hồi nãy mình đã nhắc ở trên, nếu mà nó là tam giác vuông tại A thì cái tâm nó sẽ nằm đâu nè? Tâm của đường tròn ngoại tiếp nó sẽ nằm đâu? Trung điểm cạnh huyền. Trung điểm cạnh huyền, đúng rồi. O là trung điểm của BC. Thì lập tức em sẽ có O này chính là tâm của cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, đúng không? Đó. Như vậy thì cái việc mà xác định cái tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy là xong. Đây, tìm cái tâm O của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy là xong.
Bây giờ bước thứ hai là anh sẽ dựng cái đường thẳng D đi qua cái điểm O và song song với đường cao SA, đúng không? Rồi. Như vậy bây giờ từ O này anh dựng một đường thẳng đứng lên trên song song với SA. Song song với SA có nghĩa là nó cũng vuông góc với đáy chứ gì. Đây, anh dựng cái này lên thì anh này chính là cái đường thẳng D này. D này song song với SA. SA vuông góc với đáy cho nên D nó cũng sẽ vuông góc với đáy. Và muốn cắt đều S thì bước số 3 mình sẽ gọi trung điểm của SA ra, đúng không? Và mình sẽ dựng cái đường trung trực của SA. Như vậy bây giờ anh sẽ gọi cái điểm E là trung điểm của SA. Rồi, khi đó anh dựng cái đường trung trực của SA, tức là đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với SA. Nó sẽ cắt cái đường thẳng D tại cái điểm này, đây chính là cái điểm Y này. Thì khi mình xác định được cái điểm Y là tâm của mặt cầu ngoại tiếp cái hình chớp SABC, thì để mà tính bán kính thì từ cái tâm Y này nè, em chỉ cần nối xuống IA, IB, IC hoặc là IS đều được nha. Nhưng mà thường thì mình sẽ nối xuống lại cái chân đường cao thì mình tính nó sẽ dễ. Và trong bài này thì mình tính IA theo như Pythagore nó sẽ bằng căn của AO bình phương cộng IO bình phương, đúng không? Mà hồi nãy thì mình đã nói là cái tứ giác OIEA là hình chữ nhật. Hình chớp này có đáy là tam giác vuông tại A, AB bằng A, AC bằng A căn 3. Có AB, AC thì có phải anh tìm được BC đúng không? Mình sẽ có ngay BC, đó chính là căn của AB bình cộng cho AC bình. Thì A với A căn 3 là em tìm được ngay em này bằng 2A đúng chưa? Rồi. Thì nếu mà BC mà bằng 2A thì có phải anh đã có AO? Nãy mình nói là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nó sẽ bằng nửa cạnh huyền. Nửa cạnh huyền như vậy AO bằng A đúng không? Rồi. AO là bằng A. Bây giờ anh sẽ tính IO nữa thôi. IO thì nó sẽ bằng EA mà EA lại bằng một nửa của SA. Vậy nếu như mà anh tính được SA thì xem như là xong đúng không? Rồi SA thì mình đã xét tam giác SAB nó đang vuông tại A, có một góc này bằng 60 và cạnh AB bằng A. Như vậy có phải SA nó sẽ bằng tan của 60 nhân cho AB đúng không? Tức là tan 60 nhân A thì tan 60 là bằng căn 3 thì em được A căn 3 đúng chưa? SA bằng A căn 3. Vậy nếu mà SA mà bằng A căn 3 thì anh sẽ suy ra được EA bằng một nửa SA, tức là A căn 3 trên 2. Rồi sau khi mà mình có hai anh này rồi thì mình Pythagore mình thay vào đây thôi. Như vậy bán kính R tức là IA nó sẽ bằng căn của A bình phương cộng cho anh này bình lên, tức là 3 phần 4. 3 phần 4 thôi. Quy đồng lên đây là 4 cộng cho 3 là 7. Căn 7 trên 4. À, 7 phần 4 mà lấy căn lên thì nó chính là căn 7 trên 2. Ví dụ số 2, cho hình chớp SABC có đáy ABC là tam giác đều. Nó cho mình luôn diện tích của tam giác đều thì nếu mà em biết được diện tích của tam giác đều Tìm mình ra sẽ được tìm cạnh. cạnh, đúng rồi, mình sẽ suy ra được cái cạnh thôi. Rồi mình cứ để đó đi. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Diện tích của tam giác SBC rồi bằng 2A bình thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chớp này. SABC này. Bây giờ cái việc đầu tiên thì em cũng cần phải tìm cái tâm ra, đúng không? À, theo như cái phương pháp của mình thì cái bước đầu tiên hồi nãy mà anh ghi trên này, em cần phải tìm cho anh được cái tâm O của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Mà bây giờ trong trường hợp này thì đáy của mình nó đang là tam giác đều. Đáy của mình là tam giác đều thì cái tâm của nó sẽ là giao điểm của ba đường trung tuyến luôn, đúng không? Cái tâm của nó cũng chính là trọng tâm luôn. Tức là cái tâm của đường tròn ngoại tiếp lúc này nó sẽ trùng với lại cái trọng tâm. Mà nếu mà nó là trọng tâm thì anh chỉ cần gọi H là trung điểm của BC nha. H là trung điểm của BC thì anh sẽ có ngay AH chính là đường trung tuyến. Và mình có cái tính chất của trọng tâm là trên AH này em chia làm 3 đoạn. Thì cái đoạn mà AO nó sẽ chiếm 2 phần 3 của AH, đúng không? Đó, thì anh sẽ có ngay cái điểm O. O này chính là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Bây giờ bước số 2 là từ O này anh dựng một đường vuông góc, anh dựng một đường song song với SA, đúng không? Từ O này anh dựng thẳng đứng lên sao cho nó song song với SA này. Đó. Thì giải cái đường này mình hồi nãy theo như phương pháp mình đặt nó là đường thẳng D.
Bây giờ tiếp theo là ở trên D này mình cần phải chọn một điểm cách đều cái điểm S nữa, cách đều S và cách đều A nữa là xong. Thì mình lại gọi trung điểm của SA ra đúng chưa? Thì mình đặt nó là điểm E. Thì từ cái điểm E này em dựng đường trung trực của SA, tức là đường đi qua cái điểm E và vuông góc với SA. Thì giả sử như nó sẽ cắt cái đường thẳng D tại cái điểm Y, thì lúc này mình sẽ có ngay Y này chính là tâm của mặt cầu ngoài tiếp hình chớp, đúng không? Thì ở đây em thấy là để mà tính thì mình cứ Pythagore giống như nãy giờ thôi, anh sẽ nói IA lại. Thì IA này chính là bán kính của cái mặt cầu ngoài tiếp hình chớp này, anh này chính là R lớn. Bây giờ muốn tính được IA có phải em cần phải tính được IO và AO đúng không? IO và AO. Thì cái IO của mình nó sẽ bằng SA trên 2, tức là nó bằng AE thì nó sẽ bằng SA trên 2. À, mình coi coi là SA bây giờ người ta cho chưa? Hình như nó không cho cái gì luôn đúng không? Chưa cho gì hết, nó chỉ cho mình hai cái diện tích thôi. Như vậy thì bây giờ anh sẽ tính cái diện tích của cái thanh cách đều, tức là cái cạnh đáy trước đi. Thì mình có cái công thức là diện tích của tam giác đều nó sẽ bằng cạnh bình nhân căn 3 trên 4, đúng không? Cạnh bình nhân căn 3 trên 4. Như vậy thì cái cạnh này anh đang tìm thì anh chưa biết, cho nên anh đặt nó là x đi. Như vậy diện tích của nó sẽ là x bình nhân căn 3 trên 4, và mình cho nó bằng a bình căn 3. A bình căn 3 thì căn 3 đơn giản mất, mình sẽ được x bình bằng 4 a bình. Như vậy lấy căn của 4 a bình thì nó sẽ là 2 a. Anh sẽ được cái cạnh của cái tam giác đáy là bằng 2 a. Bây giờ khi mà anh đã có cái cạnh của nó bằng 2A rồi thì có phải anh sẽ tìm được AH này. AH là đường cao trong tam giác đều thì nó sẽ bằng 2A nhân căn 3 trên 2 đúng không ạ? Thì 2 với 2 đơn giản đi anh sẽ còn được A căn 3. Rồi, tiếp tục từ đây anh sẽ suy ra AO. AO có phải bằng, theo như tính chất của trọng tâm thì AO nó sẽ bằng 2 phần 3 AH đúng không? 2 phần 3 AH, như vậy là 2 phần 3 của A căn 3, tức là 2A căn 3 trên 3 đúng chưa? Rồi, thì anh đã tìm được AO. Bây giờ chỉ cần anh tìm được IO nữa, anh tìm được IO, tức là anh tìm cái SA chia 2 nữa là xong đúng không? Rồi bây giờ để mà tìm SA thì mình sẽ còn một cái chỗ là diện tích của tam giác SBC bằng 2A bình. Bây giờ diện tích của tam giác SBC thì anh đang có nè. Có phải điểm H là trung điểm của BC đúng không? H là trung điểm của BC mà tam giác ABC là tam giác đều, cho nên có phải anh có BC nó sẽ vuông góc với AH đúng chưa? Rồi mà anh lại có BC nó cũng vuông góc với SA, cho nên anh sẽ suy ra được BC vuông góc với SAH đúng không? Mà nếu nó vuông với SAH có nghĩa là nó cũng vuông góc với SH. Như vậy thì tóm lại anh đã có là tam giác SBC bây giờ nó đã có SH là đường cao hạ từ cái đỉnh S đúng chưa? Như vậy thì diện tích của tam giác SBC nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho cạnh đáy BC và nhân cho đường cao SH. Và nó nói cái diện tích này bằng 2 lần A bình phương. Như vậy bây giờ anh thay số vào thôi, 1 phần 2 để lại nè, nhân cho SH, SH thì chưa biết thì mình cứ để đây. Nhân cho BC, BC hồi nãy em tính được là bằng mấy nè? BC chính là cạnh của tam giác đều ABC đúng không? Mà cái cạnh của tam giác hồi nãy mình đã tính được x bằng 2A đúng chưa? Đó, như vậy anh sẽ thay cái chỗ này BC bằng 2A. Cái BC này là bằng 2A này. Thì anh thay xuống đây bằng 2 lần A bình phương. Như vậy 2 với 2 này mất, A với A mất luôn. Mình nhân số 2 này qua đây thì mình sẽ được SH nó cũng bằng 2A đúng không? SH bằng 2A. Rồi. Khi mà anh đã tìm được SH rồi thì anh lại Pythagore anh sẽ suy ra được SA chứ gì? Anh xét tam giác là SAH nó vuông tại A. Bây giờ AH thì mình đã có rồi, AH mình đã tính được ở trên rồi. SH là cạnh huyền mình cũng mới vừa tính xong, như vậy SA nó sẽ bằng căn của SH bình phương trừ AH bình phương đúng không? Rồi. Thì chỗ này căn của SH. SH là 2A bình lên là 4A bình trừ cho AH bình. AH hồi nãy là A căn 3. Như vậy bình lên chính là 3A bình. 4A bình trừ 3A bình là A bình. A bình thì lấy căn lên nó sẽ bằng A. Ở đây. Rồi. Thì mình đã tìm được SA. Thì nếu như mà anh có SA là bằng A thì có phải mình sẽ suy ra được
mình sẽ suy ra được OV tức là bằng EA, mà EA chính là SA trên 2 đúng không? Như vậy nó sẽ là A trên 2. Rồi. Khi mà anh có nó là A trên 2 rồi thì anh sẽ suy ra được bán kính R lớn này. Nó sẽ bằng căn bậc 2 của OI bình phương cộng cho OA bình phương. Thì mình thay số vào thôi. OI là A trên 2, bình lên là A bình trên 4. Rồi OA thì hồi nãy mình tính được là 2A căn 3 trên 3. Đây, 2A căn 3 trên 3, như vậy hôm nay bình lên nó sẽ là 4 nhân 3 là 12. 12 phần 9, rút gọn cho 3 là 4 phần 3 đúng không? 4 phần 3 A bình thì nó mới ra được là căn 5, 7 trên 6. Đó. Bài này thì nó chỉ hỏi mình là nó không phải hỏi cái chỗ này, nó hỏi thể tích nha. Nó hỏi là thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chớp mà nó lại đáp số thì ra bán kính R. Rồi cũng không sao, quan trọng là mình tính được thôi. Nếu mà nó ra là R như thế này thì em sửa lại cho anh, không phải là thể tích mà hỏi là bán kính cho thật. Câu 4 cũng vậy. Câu 4 cũng vậy luôn hả? Chỗ này là hỏi bán kính. Còn nếu như mà nó hỏi là thể tích thì khi mà mình có bán kính R rồi thì em suy ra cái thể tích V thì chỗ này mình tính vẫn được đúng không? 4 phần 3 pi R mũ 3 thì mình thay vào mình bấm máy tính thôi. Quan trọng là mình xác định được cái bán kính, mình tính được cái bán kính là sao. Thì nó hỏi cái gì đi nữa mình chỉ cần ráp thêm một cái công thức nữa thôi. Ví dụ số 3 thì em xem thêm nha. Ví dụ số 4 thì nó cho mình là chớp có đáy là tứ giác nè. Mà đáy của nó là hình vuông luôn. Như vậy thì cái tâm của đáy sẽ là giao điểm của hai đường chéo đúng không? Giao điểm của nó sẽ là cái tâm của đáy sẽ là giao điểm của hai đường chéo, tức là tâm của cái hình vuông. Đó, vì là xác định được cái tâm O. Và từ cái O này em sẽ dựng một đường song song với SA. Đó, dựng đường song song với SA thì đây chính là đường thẳng D. Lại gọi cái trung điểm của SA ra đúng chưa? Trung điểm của SA. Thì giả sử như anh gọi nó là điểm E đi. Trung điểm của SA là điểm E. Thì qua điểm E này mình dựng một đường trung trực của SA, tức là đường đi qua điểm E và vuông góc với SA. Thì lúc này nó sẽ cắt cái đường thẳng D đó tại cái điểm Y. Lúc này em sẽ có ngay là Y này chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chớp SABCD. Quan trọng là trong bài này khi mà anh vẽ thì anh lại thấy cái điểm Y có vẻ nó là nằm trên SC đúng không? Y nó đang nằm ở trên SC. Nên mình, nhưng mà mình cần phải coi là có phải là nó nằm ở trên SC hay không. Nếu như mà nó đúng là trung điểm của SC thì em sẽ nhớ luôn cái dạng đặc biệt này nha. Và bây giờ mình coi có phải thực sự là trung điểm của SC hay không. Có phải em đang có là cái điểm O này. Anh xét tam giác SAC nha. Thì tam giác SAC ở đây là tam giác vuông tại A đúng không? Điểm O là trung điểm của AC, mà OI lại song song với SA đúng không? OI lại song song với SA cho nên OI lúc này nó sẽ là đường trung bình chứ gì nữa. Phải không? OI nó sẽ là đường trung bình thôi, tại vì mình đã có đi qua trung điểm cái đường thẳng D này nè. Đường thẳng D này nó đi qua trung điểm của cạnh AC và song song với cạnh SA, do đó nó sẽ là đường trung bình. D là đường trung bình của tam giác SAC, như vậy thì D nó sẽ cắt cái SC, thì giả sử như anh đặt nó là cái điểm Y này luôn nha. Tiếp tục bây giờ anh sẽ chứng minh cái đường thẳng delta này nè. Delta là đường trung trực của SA, nó cũng đi qua Y thì cũng là đường trung bình nữa thôi. Có phải em thấy cái điểm E nó lại là trung điểm của SA và mình có đường thẳng delta này thì nó song song với AC đúng không? Nó song song với AC, như vậy nó lại là đường trung bình nữa. Thì nếu mà nó là đường trung bình của tam giác SAC thì nó sẽ đi qua trung điểm của SC đúng chưa? Đi qua trung điểm của SC tức là nó lại đi qua cái điểm Y này nữa rồi. Đó. Như vậy nếu như mà cái hình chớp của người ta cho em là hình chớp SABCD có đáy ABCD là hình vuông, mà không những nó là hình vuông mà nếu mà là hình chữ nhật thì mình vẫn áp dụng theo cái này được nha.
Nếu đáy của nó là hình vuông hoặc là hình chữ nhật mà SA vuông góc với đáy, thì lúc này tâm của đường tròn ngoại tiếp hình chớp, nó chính là trung điểm của cạnh SC. Hình vuông có cạnh bằng A, như vậy AC nó sẽ bằng A căn 2, thì em sẽ có ngay AO bằng A căn 2 trên 2, đúng chưa? Rồi, bây giờ mình cần tính cái OI, tức là mình cần phải tính được SA. Mà tính SA thì mình coi cái đề nó cho cái giả thiết gì được. SC tạo với mặt phẳng, SA vuông góc với đáy, và SC tạo với mặt phẳng SAB, một góc 30. Góc giữa SC và SAB tức là mặt bên nha. CB. C, S, B, ok. Nếu mà CSB bằng 30 thì em sẽ suy ra được SB, đúng không? Tại vì BC thì bằng A mình đã có rồi. Như vậy thì mình sẽ dùng tan nè. Tan của 30 bằng cạnh đối chia cho cạnh kề. Và mình nhớ là nó đang vuông góc tại B nha. Vuông tại B. Như vậy cạnh đối của nó chính là BC là bằng A, chia cho cạnh kề là SB. Do đó SB nó sẽ bằng BC trên tan 30, đúng không? BC là bằng A chia cho tan 30, tức là 1 mà chia cho tan 30. Tan 30 là B trên 6, B trên 6 đúng không? Căn 3 trên 3, tức là đảo nghịch đảo lại thì là 3 trên căn 3 là bằng căn 3, đúng không thầy? Do đó anh sẽ được SB bằng A căn 3 này. Sau khi mà anh có SB rồi thì anh lại Pythagore, anh sẽ tìm được SA, đúng không? SA thì mình thay số thôi. Nó sẽ bằng căn của SB bình trừ cho AB bình. SB bình lên là 3A bình trừ cho AB bình lên là A bình. Là còn 2A bình, 2A bình là lấy căn bằng A căn 2 là thế này. Rồi, sau khi mà có SA rồi thì mình chia 2 mình sẽ ra được IO, đúng không? Giờ như vậy bán kính R nó sẽ bằng căn của AO bình phương. AO là A căn 2 trên 2, bình lên là 2 phần 4, tức là 1 phần 2A bình, cộng cho OI là một nửa của SA. Một nửa của SA chính là A căn 2 trên 2 nữa, đúng không? Vậy là lại là 1 phần 2A bình nữa. Thì có phải em ra được là 1 phần 2, còn 1 phần 2 là bằng 1. 1A bình lấy căn lên thì nó bằng A thôi, đúng chưa? Rồi, ok. Thì mình sẽ có ngay bán kính R là bằng A. Thì khi đó nếu mình hỏi diện tích thì mình cứ ráp theo công thức là 4πR bình. Rồi đó là cái bài toán mà có cạnh bên vuông góc với đáy. Bây giờ anh sẽ sang cái bài kế tiếp là bài toán mà có mặt bên vuông góc với đáy nha thầy.